Cái đề số 3 thì nó có 3 cái slide thôi. Mình quan sát coi cái nào nên. Không có cái team của Microsoft Office và cũng không có team của cái file bộ đề. Cho nên mình tự thiết kế cái background như thế này thôi. Cô thấy cả 3 cái slide đều ở dạng tiêu đề và nội dung. Và nó có chữ thế giới công nghệ xếp dọc. Còn top 10 thành công của Apple, ba cái này đều có, cho nên cái này tạo work ạt cho đỡ mất công. Trong master này tạo work ạt trong master một lần, và cái đường vạch này cũng làm trong master ha. Còn những cái chữ bên dưới thì tự mình gõ vô. Rồi vậy thì vô master thêm ba cái nè. Home ha, rồi vô master. Cái master trên cùng, master trên cùng, để cái nào cũng có hết. Chèn vô hai cái quật ạt, một cái là top 10 thành công của Apple, insert quật ạt màu vàng. Rồi cô gõ vô. À, cô chọn đường bao của nó để khỏi chọn chữ. Tab Home chữ nhỏ lại. Cô thấy chữ nó có phản chiếu. Bỏ lên đây nè ha. Chữ nó có phản chiếu. Format nè, word art style, reflection là phản chiếu. Phản chiếu, cô chọn phản chiếu. Rồi. Cô thấy nó có cái đường gạch, vậy thì insert shape đường thẳng. Muốn vẽ đường thẳng nằm ngang cho thật thẳng thì trong khi vẽ ấn giữ phím shift từ đây qua đây. Rồi cô chèn thêm một quạt ạt nữa, tất cả đều làm trên cái master số 1 to nhất ở trên. Insert quạt ạt màu xanh, thế giới công nghệ. Rồi xoay format rotate xoay sang quanh phải 90 độ, tab home cho chữ nhỏ lại, kéo bỏ nó qua bên đây. Rồi cô thấy nó có đường vạch ở màu màu cam ở dưới nè, cũng làm trên cái master trên cùng. Insert shape hình chữ nhật, vẽ hình chữ nhật dưới này. Và chọn cái shape xì tay cho nó nhanh. Format shape xì tay, chọn gái màu cam này ha. Rồi cô đóng master lại. À bây giờ coi những cái dưới này thì nó là họ có yêu cầu phông chữ gì không? Ở trên này title placeholder phông Calibri. Coi cái này là phông của cô là phông gì đây? Calibri, Calibri 40. Vậy cô giảm còn 40. Tuy nhiên cái này mà có cái họ đòi 50 mấy đó thì nó lại xuống dòng, phải chữ nhỏ lại mới đẹp. Còn test play order dưới này là test play order là cái này nè ha, là nơi chứa văn bản. Phong Calibri 28 để tăng nó lên 24, 28, 28 cộng đó. Rồi rồi bây giờ mình cho animation luôn khỏi mất công hen. Cái này hồi nãy mình tạo là word art nè, giờ mình cho animation luôn. Animation rồi ví dụ như zoom đi đó. Rồi ở dưới này cô chọn cái này cũng được, animation. Rồi thế giới công nghệ cũng animation luôn. Hết rồi. Lần lượt tự động thực thi không cần gì đâu.
cách nhau 2 giây không cần đâu, tốn thời gian lắm. Rồi đã định trong cái master rồi, kể cả animation ha, cái gì mà tạo ở đâu thì đặt animation chỗ đó, cái gì mà tạo ở đâu thì xóa sửa ở đó. Nếu tạo trong master thì phải vô master xóa hoặc sửa, tạo ngoài thì ở ngoài xóa sửa được. Rồi cô đóng master, bây giờ cô chỉ gõ khúc sau thôi ha. Vậy thì bây giờ Steve Jobs gì đó, rồi các bạn gõ hết, chèn vô cái hình, hình như cái này có cái hình không, cô coi có hình không nha. Đề 1, đề 5 không có, vậy mình cắt hình bỏ qua ha. Nhớ là cắt hình mới vừa rồi, nhưng đây do cô tạo hai cái cửa sổ kề nhau cho nên cô có thể chụp thoải mái nè. Insert, screenshot, screen clipping, cắt cái hình này bỏ qua. Và cho nó to lên. Rồi đến, ồ cái này cô lỡ cô làm như này thì cô kéo lên thôi nè, kéo lên. Ha, rồi. Slide số 2. Slide số 2 dạng layout, dạng tiêu đề và nội dung luôn. Rồi đến numbering 1 2 3. Số 1 là iPad. Rồi số 2 là cái gì đó ha, số 3 là cái gì đó, 4 5. Rồi đến chụp cái hình bỏ qua. Insert, screenshot, screen clipping. Kéo cái hình to ra. Rồi bây giờ cái slide số 3 thì gõ numbering luôn. Numbering gõ iPhone. Rồi gì đó. Nhưng mà nó bắt đầu từ 6, vậy cô làm sao? Đứng ở trên chỗ số 1 đó, click chuột phải vào nó, numbering, rồi bullet and numbering, hoặc trên đây cũng được nè, star s 6 6, ok. Thì đây nó bắt đầu từ 6 ha, ở đây 1 2 3 4 5 6, trên này 1 2 3. À bây giờ muốn cái chữ nó, muốn cái numbering nó màu vàng luôn vậy luôn thì sao? Bullet numbering, bullet and numbering và màu vàng ha, ok. Ồ, định dạng, copy định dạng, quét đây ha. Ồ không được, chọn nguyên cái này thử xem nha. Vậy thì cô phải chọn hết này nè ha, cho nó nhanh. Numbering, bullet and numbering, chữ màu vàng, ok. Tương tự cái dưới này cũng vậy, copy định dạng thử coi được không nha. Vậy cái cỏ, rồi quét xuống đây được nghe. Ồ nhưng mà lại bắt đầu bằng số 1, vậy cô làm sao? Cũng vô bullet numbering và star s 6, ok. Rồi bây giờ bây giờ hồi nãy mình có làm animation chưa? Chưa, quên nghe. View slide master, chọn cái trên cùng. Top 10 thành công có animation chưa? Có rồi, có rồi. Vậy bây giờ cô trình chiếu thử là biết liền. Slide number, đóng lại, trình chiếu thử. Có rồi đó, có rồi đó ha. Bây giờ mấy cái hình này cô tạo ngoài thì cô phải tạo animation ở ngoài đây. Đó, animation, animation, zoom đi. Rồi cái dưới này cái hình, animation. Cái slide số 3, slide số 3 có cái hình, insert, screenshot,
cắt cái hình này bỏ qua. Cho nó animation luôn. Rồi bây giờ cô muốn nó có animation hết rồi đó. Cô muốn là tự động nó chuyển thì transition, mỗi cái cô chọn một transition cho nó đẹp. Cái số 2 cô chọn cái transition khác cho nó đẹp. Cái số 3 cô chọn cái transition. Rồi, chọn hết ba cái, Ctrl A đây nè. Ctrl A bên tay trái á. Transition bỏ, on mouse click đánh dấu after. Rồi, ok. Bây giờ mới trình chiếu đây, slide show from begin. Cô click một cái thôi là nó tự động nó làm từ đầu đến cuối. Rồi muốn nó lặp lại hoài thì vô đây. Để nhiều khi mình ra hội chợ quảng cáo cho công ty á, tạo slide cho nó chạy hoài, slide show, set up slide show. Đánh dấu cái này sẽ lặp lại cho đến khi bấm nút escape trên bàn phím. Nút escape. Nút escape là nút này nè. Ở trên bên trái thoát hiểm ha. Rồi vậy thì bây giờ cô trình chiếu hoài. Chừng nào bấm escape mới dừng. Cái slide 1 qua slide 2. Qua slide 3. Rồi nó lại quay lại slide 1. Quay lại slide 1 hen. Đến khi nào cô bấm escape thì nó kết thúc.